Thưa quý vị, năm 2020, thành phố Đà Nẵng trải qua hai đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 cùng tác động tiêu cực của thiên tai lũ lụt. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách trong bối cảnh vừa phải đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, đặc biệt là đại hội đảng các cấp, vừa phải đảm bảo các nhiệm vụ chi để phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước những khó khăn đó, ngành tài chính Đà Nẵng đã chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ thành phố và Bộ Tài chính giao. Qua đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Kết thúc năm tài chính năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 23.722 tỷ đồng, bằng 76,7% dự toán, trong đó thu nội địa 19.440 tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, gồm thu nội địa không kể tiền sử dụng đất 15.606 tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán, thu tiền sử dụng đất 3.833 tỷ đồng, bằng 153,3% dự toán và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 4.234 tỷ đồng, bằng 103,3% dự toán. Dù không hoàn thành chỉ tiêu dự toán giao, nhưng trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, tăng trưởng kinh tế âm hơn 9%, thì kết quả thu ngân sách đạt trên 76%, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành tài chính thành phố. Đấy là một sự nỗ lực hết sức vượt bậc trong cái năm 2020, vừa coi như là phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong điều kiện hụt thu của năm 2020, để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi phòng chống dịch, phòng chống thiên tai và các chính sách an sinh xã hội, đồng thời đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các công trình dự án đầu tư trọng điểm của thành phố. Bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan chủ động phối hợp tăng cường quản lý thu, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố sử dụng một số biện pháp quan trọng như giãn các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, sử dụng các nguồn lực năm trước chuyển sang để bù đắp hụt thu, giảm nguồn dự phòng ngân sách, giảm chi tạo nguồn cải cách tiền lương tương ứng với số hụt thu. Giao các cấp chính quyền địa phương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách và 70% nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo nghị quyết số 42 của chính phủ. Mặt khác, nhờ có nguồn lực các năm trước chuyển sang, nên khả năng cân đối ngân sách năm 2020 vẫn đáp ứng được nhu cầu chi cho các nhiệm vụ cấp bách thiết yếu và có dư địa sang năm 2021 để bố trí vốn chi xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ chi khác. Cụ thể, tổng chi ngân sách địa phương không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương đạt 19.205 tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 11.515 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán và chi thường xuyên 7.487 tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán. Có Sở Tài chính của thành phố là cái đơn vị tham mưu cho Ủy ban thành phố trong cái việc xem xét quyết định các cái chủ trương đầu tư về cái nguồn vốn, bố trí nguồn vốn cũng như là khả năng cân đối vốn. Thì trong cái thời gian qua thì Sở cùng các cái ngành khác cũng đã kịp thời tham mưu cho thành phố để mà quyết định được những cái dự án đầu tư nó mang cái tính cấp bách trọng điểm và các cái dự án đầu tư công, và trong đó trong cái lĩnh vực hạ tầng đô thị, trong các cái lĩnh vực y tế môi trường cũng đã góp phần rất là thiết thực trong cái việc là đảm bảo cái sự phát triển về cái kết cấu hạ tầng xã hội kinh tế của thành phố. Năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước của thành phố hơn 21.772 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 18.193 tỷ đồng và thu thuế xuất nhập khẩu 3.550 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 19.409 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 9.989 tỷ đồng và chi thường xuyên 7.348 tỷ đồng. Đây là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, triển khai các cơ chế chính sách mới để phát triển thành phố theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12 và triển khai mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 của Quốc hội. Mặc dù tình hình dự báo còn nhiều khó khăn, song toàn ngành tài chính thành phố quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất cho năm 2021
tạo đà cho cả thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2022.